Thưa quý vị và các bạn, năm Quý Mão 2023 đi qua không chỉ để lại những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên, mà công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị cũng đạt những kết quả khá toàn diện, có nhiều chuyển biến tích cực. Chính sự thống nhất trong đảng và đồng thuận xã hội là yếu tố quan trọng để tỉnh Hưng Yên phát triển nhanh và bền vững. Trong đó, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên tiếp tục tổ chức thực hiện tốt chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, các kết luận của Trung ương đi đôi với tinh giản biên chế và triển khai công tác chuẩn bị thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã. Công tác tổ chức xây dựng đảng được đặc biệt chú trọng, triển khai kế hoạch luân chuyển cán bộ, nhất là cán bộ diện quy hoạch, kịp thời sắp xếp kiện toàn đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, đặc biệt trong các đơn vị kinh tế tư nhân, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, nhất là người đứng đầu trong công tác phát triển đảng. Số đảng viên kết nạp mới năm 2023 tăng mạnh, gấp 1,5 lần so với năm 2022. Đến nay, toàn tỉnh có trên 500 tổ chức cơ sở đảng với tổng số gần 71.000 đảng viên. Không chạy theo số lượng, các cấp ủy đảng cũng rất coi trọng chất lượng đảng viên, tăng cường rà soát, sàng lọc và kiên quyết đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng. Hưng Yên tiếp tục thực hiện nghiêm túc chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố toàn tỉnh đạt tỷ lệ gần 97%. Đồng thời, rất quyết liệt chỉ đạo thực hiện nghị quyết về thực hiện chủ trương bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn không phải là người địa phương. Đây là bước đột phá trong công tác cán bộ. Tại tỉnh Hưng Yên, nghị quyết mới ban hành và đến nay đã có 38 bí thư đảng ủy đạt tỷ lệ 76% so với mục tiêu nghị quyết đến năm 2025 và 22 chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã đạt 104,8% so với mục tiêu nghị quyết đến năm 2025 không là người địa phương. Trong phát triển kinh tế, tới năm thứ hai, Hưng Yên là một trong 10 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có thu ngân sách nhà nước lớn nhất, tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất, đặc biệt là xếp hạng quy mô kinh tế GRDP của tỉnh Hưng Yên vươn lên vị trí thứ 16 trong 63 tỉnh thành phố, vượt qua cả một số thành phố trực thuộc trung ương. Trong giai đoạn 3 năm 2021 đến 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của Hưng Yên đạt 10,71% trên năm, cao hơn gấp đôi tốc độ bình quân của cả nước 5,24% trên năm. Năm 2024 là về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Chúng ta tập trung là tăng cường đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy tổ chức đảng, là chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng đảng về chính trị tư tưởng và tiếp tục triển khai đẩy mạnh thực hiện kết luận số 21 của hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, làm trong sạch bộ máy, củng cố niềm tin của nhân dân với đảng, kịp thời triển khai và cụ thể hóa các chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương và thực hiện có hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét về công tác tổ chức xây dựng đảng, tăng cường công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật, giữ nghiêm kỷ cương kỷ luật của đảng, tăng cường công tác nội chính, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng tiêu cực, chú trọng thực hiện công tác dân vận và tuyên truyền vận động quần chúng của đảng, đoàn kết và tập hợp đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Năm 2024, năm thứ tư thực hiện nghị quyết đại hội 13 của đảng, nghị quyết đại hội 19 đảng bộ tỉnh, cấp ủy chính quyền các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, những thành tựu đạt được, chủ động nắm bắt thời cơ thuận lợi, nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy mọi nguồn lực để mạnh phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Khẩn trương hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Trong đó tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả về phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh gắn với thực hiện chủ trương về quy hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh, tăng cường quản lý quy hoạch, quản lý hoạt động xây dựng, quản lý phát triển đô thị, nhà ở và thị trường bất động sản, tạo điều kiện thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ các dự án, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh, tạo bước đột phá trong phát triển giao thông, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tăng cường công khai minh bạch về chính sách quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư tiếp cận bình đẳng thông tin, cơ hội kinh doanh, đầu tư đất đai, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, quảng bá tiềm năng, cơ hội kinh doanh, xây dựng thương hiệu, hình ảnh ở trong nước và quốc tế. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng để phục vụ triển khai các dự án đầu tư, chủ động kịp thời các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nhất là đối với công trình dự án trọng điểm của tỉnh, quốc gia trên địa bàn tỉnh. Mùa xuân mới đang đến, chúng ta tin tưởng với sự phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực lao động, chiến đấu, cống hiến hy sinh của cán bộ đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Hưng Yên, và khơi dậy khát vọng phát triển Hưng Yên giàu đẹp, hiện đại, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc,
nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát triển nhanh bền vững, đưa Hưng Yên thành tỉnh có công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, nâng tầm thế và lực của tỉnh.